Nếu các bạn chuẩn bị đi du lịch cắm trại mà chưa biết cầm gì đi cho ngầu thì video này là dành cho các bạn. Chào mừng các sếp đã quay trở lại với Người Chơi Đồ. Đây là loa NowGo F1, một thiết bị đa chức năng cực kỳ thú vị mà tôi mới mua thời gian gần đây. Là một cái loa nhưng mà ngoại hình của nó thì lại như một cái đèn cắm trại. Không những thế, nó còn thực sự có thể là cái đèn. Ngoài ra thì âm thanh cũng rất hay, không thua kém bất kỳ sản phẩm thuần nào khác trên thị trường. Với mức giá chỉ từ 1.590.000 đồng thì sếp nào thích đi du lịch dạng camping thì đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn quá đỉnh, vừa hợp vai mà vừa nghe được nha. Link tham khảo và mua ngay trong phần mô tả và bình luận. Và các bạn đừng quên cho Người Chơi Đồ một like, một đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Giới thiệu một chút về NowGo đi thì thực sự là tôi cũng chưa biết về cái thương hiệu này quá nhiều. Chỉ mới vào thị trường Việt Nam từ năm 2021 nhưng mà NowGo đã gây ấn tượng với những sản phẩm mà tôi hay gọi là đa chức năng. Nó sẽ không đơn thuần chỉ là một cái loa mà nó sẽ luôn được tích hợp nhiều chức năng hay là tính năng khác, như kiểu là loa kèm mic để hát karaoke hay là loa kèm đèn đi rừng như cái tôi đang có ở đây. Nói chung là nó khá là lạ. Đầu tiên nói về ngoại hình đi, thứ mà tôi thấy ấn tượng nhất về chiếc loa này, từ phần hộp thì nó đã được làm khá cầu kỳ rồi, nhìn một phát là biết để cầm đi đâu luôn. Trong hộp thì có một sách hướng dẫn cực kỳ to, một dây line in và một dây sạc Type-C. Thực sự thì từ cái hộp thôi trông nó đã rất ấn tượng rồi. Còn với cái loa thì tôi cũng không biết đây là cái đèn tích hợp loa hay là loa tích hợp đèn, tại vì ngoại hình thì nó y hệt những cái đèn dầu hay cầm vào rừng ngày trước, đặc biệt ở nước ngoài thì sẽ cực kỳ quen thuộc với cái hình dáng này, hầu như là nhà nào cũng có một cái, nhất là ở vùng ngoại ô. Chất liệu thì nó nhựa thôi nhưng mà cũng được gia công cực kỳ chắc chắn và dày. Vỏ thì làm nhám chống bám bẩn cực kỳ tốt. Cái phiên bản tôi mua ở đây là màu be, sau một tuần mang ra ngoài quay chán chê thì vẫn chưa thấy nó vít bẩn hay gì cả, mà nó cũng rất dễ lau, cộng điểm sạch sẽ. Cái phần trong suốt bên trong có đèn thì nó cũng chỉ là nhựa thôi chứ không phải là kính. Sau thời gian nó có bị xước hay không thì tôi nghĩ là có, nhưng mà tôi nghĩ sẽ không nhiều. Phía trên đỉnh loa thì có tới 6 nút, một nút nguồn này, một nút bluetooth, hai nút chuyển bài, núm to ở giữa là tăng giảm âm lượng, còn núm nhỏ là bật tắt và chọn màu đèn. Nói chung là tôi thấy khá tiện đấy. Phần dây sách thì cũng được làm bằng dây vải, nó dày và nó chắc, có thể treo lên bất kỳ đâu mà không sợ đứt dây. Nói chung là về ngoại hình của cái loa này thì chắc chắn sẽ gây ấn tượng cho tất cả mọi người, kiểu ai cũng phải tò mò về nó, rất đẹp và ấn tượng. Về các tính năng nổi bật của chiếc loa đèn này thì để có thể mang đi rừng, đi cắm trại thì chắc chắn là nó phải chống nước. Theo nhà sản xuất công bố thì nó là IPX6, tức là có thể mang đi tắm cũng được, hoặc là đang đi mà trời mưa thì loa cũng không hỏng, chỉ có đừng cầm nhảy xuống hồ bơi thôi. Mặc dù trông nó rất là không chống nước nhá, nhưng mà vẫn có thể yên tâm sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, thì đây là một cái điểm làm tôi khá yên tâm. Và để kết nối thì nó cũng hỗ trợ Bluetooth 5.3 mới nhất này. Nếu có hai loa giống nhau thì có thể kết nối hai loa cùng phát nhạc luôn. Cái tính năng này thì nó cũng thường xuất hiện trên những mẫu loa cao cấp của các hãng. Và cái mà tôi cũng không mong chờ lắm nhưng mà nó thực sự có là nó bật được đèn nhé, chứ không chỉ là làm cho giống thôi, mà đèn còn rất sáng, thậm chí là đổi được màu trắng và màu vàng tùy mục đích sử dụng. Đèn trắng để soi sáng, còn đèn vàng là giúp tăng không khí cozy cho buổi cắm trại. Mặc dù là tôi chưa đi camping bao giờ nhưng mà nếu mà có thì chắc chắn tôi sẽ mang đi, vừa làm đèn mà vừa nghe được loa thì gần như là vô địch rồi. Và chưa dừng lại ở đấy nhá, nó cũng có thể dùng như một cái sạc dự phòng trong trường hợp khẩn cấp. Tuy dung lượng nó chỉ là 2600 mAh thôi nhưng mà nó vẫn chống cháy được nếu đang cần sạc gấp. Nói chung về tính năng thì đây là cái loa đa chức năng nhất mà tôi từng trên tay, mua một mà được 2-3 luôn, rất là sở tông. Ngoại hình thì rất ok rồi, còn âm thanh thì sao? Thì đây chắc chắn không phải là một cái lựa chọn hoàn hảo nhất cho những buổi tiệc EDM cực căng hay là những bản Vina House lên tận nóc. Nó sẽ dành cho những buổi cắm trại chill chill. Các âm của nó thì được làm đầm và chắc này. Nghe thì nó sẽ có cái âm hưởng của âm thanh cao cấp nhưng mà không có bass quá căng. Tuy nhiên công suất của loa là 20W này, hỗ trợ âm thanh vòm 360 độ nên là nếu max loa thì nó vẫn khuấy động không gian như bình thường. Âm lượng thì tôi đánh giá là rất to, to điếc tai luôn nếu mà ngồi gần. Thì với cái thiết kế loa chạy vòng quanh thân ấy thì ngồi bất cứ góc nào cũng sẽ có trải nghiệm nghe như nhau. Nói kỹ hơn một tí thì âm bass của chiếc loa này sẽ căng hoặc không tùy vào bài và tùy mức âm lượng. Có những bài tôi mở thì nó rung rất nhiều nhưng mà có bài thì nó không rung lắm. Thế là muốn căng nhất ấy thì cứ mở thật to lên, lúc đấy loa sẽ phát huy được hết những gì vốn có, nhạc nào cũng nhảy. Cái chính mà tôi muốn nói là nghe nó không bị rè và các giải âm thì nó khá ngon. Đây, 10 giây test trực tiếp cho các sếp. Về chất lượng pin thì pin của nó khá ít nhưng mà về thời gian sử dụng thì lên tới 13 tiếng. Tôi không rõ là vừa nghe nhạc vừa bật đèn thì nó có tốn hơn nhiều không nhưng mà chắc bét cũng phải 10 tiếng. Nó quá thừa cho một buổi cắm trại buổi tối rồi, chữa rách mọi vết thương đã lành.
Và cuối cùng thì với một thiết bị đa chức năng như này thì ai nên mua? Theo tôi thì kể cả không phải là một người đi cắm trại hay du lịch rừng rú nhiều thì các sếp vẫn hoàn toàn có thể mua chiếc loa này. Tại vì cái thiết kế kiểu cổ điển này của nó ấy, thì nó khá phù hợp để trang trí trong nhà, tạo một cái điểm nhấn cho không gian. Còn với anh em nào mà thường xuyên đi cắm trại, đi du lịch chữa lành thì nó lại càng lý tưởng hơn. Không những có thiết kế đẹp, nó còn tiện lợi, có quai sắt, có chống nước, âm thanh hay, pin cực trâu mà cũng khá gọn, dễ dàng trong vào ba lô hay túi sách. Kiểu nó tạo cho tôi một cái cảm giác là muốn cầm và đi du lịch ngay bây giờ ấy. Và nếu các sếp cũng thấy thế thì có thể bấm liên tục vào đường link trong phần mô tả và bình luận đến ngay các chuỗi cửa hàng lớn như là Cellphones để mua ngay, giá ngon nhất thị trường. Và Phương Linh ZSC vẫn là nhà phân phối chính hãng của sản phẩm này tại thị trường Việt Nam, bảo hành 12 tháng một đổi một, thoải mái yên tâm. Và đó là suy nghĩ và trải nghiệm của tôi về loa Nowgo F1. Các sếp thấy sao với chiếc loa này? Nó có đáng mua để cầm đi du lịch không? Thì hãy để lại ý kiến trong phần comment. Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký Người Chơi Đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.